chào mọi người. Tôi tên là Bảo Trâm, tôi đến từ nhãn hàng Tôn Sắc. Hôm nay tôi rất vinh dự là người dẫn đường cho chương trình Cơ hội đổi đời để giới thiệu tới mọi người những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Và bây giờ chúng ta bắt đầu lên đường nhé. Xin chào chị Liên. Em tên là Trâm. Em đại diện cho chương trình Cơ hội đổi đời á. Hôm nay em ghé thăm nhà chị á. Cho em hỏi, đây con trai chị hả? Dạ, đây là con trai. Dạ, bao nhiêu tuổi rồi chị? Nó 18 tuổi rồi, nó bị bệnh tâm thần. Tôi tên là Trịnh Thị Liên, nó 18 tuổi. Tôi hát anh không rõ và lý do là bị lẫm chân cái mụn lẻ ra là bị chất độc da cam. Thì hồi nhỏ là lẻ chân lẻ ra thì mới ăn lấy tháng và ông lấy bỏ đi. Cháu đây thì 10 ngày thì 5-7 ngày bệnh. Tiền làm không có bao nhiêu mà no cho con, hai mẹ con cùng bệnh tật ốm đau. Có thời gian mà nuôi đẻ từ lúc mới sinh tới 4 tuổi, 4 năm rồi nuôi đẻ không ít đi. Nó lết bò không à, thì cũng nghỉ mùa. Đi lên ối ui mẹ Hòa Đồng Nai á, thì muốn bỏ em bé đi đó. Nhưng mà nghĩ lại thì đưa tâm mình ở trong thép thì bỏ coi như vậy. Thì nó ráo chịu đựng mà nuôi. Dạ, con nhà ông mua. Dạ, anh đang rất là mệt. Dạ, thương con lắm á. Dạ. Dạ, thương con rất là đời. Dạ. Con ở nhà qua nè. Dạ. Ông bị tiên là 10 năm rồi. Mỗi lần ôi thất bệnh đó thì mệt đó thì nó ý chỗ ngồi nghỉ lại, nghỉ cho nó 5 phút, 10 phút. Thì nó hồi phục phải lại, trần thái như vậy, hay kệ hữu tiền thuốc. Tôi ra làm công ty về da ở Xuân Lộc. Thời gian rảnh thì tôi lượm thi da chai công ty. Hai ba ngày là bán hai ba nhà để kiếm thêm. Tôi thấy cuộc đời của tôi là từ nhỏ giờ chưa có gì là gọi là may mắn. Cháu nó yếu này còn thua sức khỏe của tôi. Cuộc sống rất là khó khăn. Bây giờ nhà thì cái mái tôn nó mục nát hết rồi. Mà ốm đau bệnh tật liên tục. Thật tôi nhìn thấy hoàn cảnh của cháu này rất là thương. Sức khỏe thì không có. Nhưng giá đi làm làm như mình hơn. Sức khỏe thân tốt nhưng là thấy đó. Con tôi nó tuy là nó bị bệnh nhưng mà thấy lúc nào nó cũng ở bên cạnh tôi thì thấy là hạnh phúc.